mà là nơi để thưởng thức nghệ thuật. Và bú nữa, bú sữa. Còn một cái nữa là khi mà vào thì theo như anh Tú có nói thì là chắc chắn là số lượng vào mỗi một lần sẽ được hạn chế, có nghĩa là sẽ không phải là lúc nào mình đến rồi cũng được vào, mà phải đúng một cái số lượng người và chặn lại để cho đúng cái lượng người đó người ta được hưởng ngoạn đầy đủ 10 tác phẩm thì mới đến lượt tiếp theo. Và tôi nghĩ rằng là tất cả những điều này nếu được truyền thông ra như một sự khó khăn thì hơi là tội nghiệp cho triển lãm, mà xin được phép truyền thông ra như một cách để người thưởng ngoạn nghệ thuật tại Việt Nam có một cơ hội được thưởng ngoạn một cách nghiêm túc nhất. Và tôi nghĩ là ít nhất ở đây thì là những nghệ sĩ đang ở ngồi dưới rất là tâm đắc về điều này, vì tôi đã tạo được một thói quen như thế so với những sân khấu khác. Và đây là một lần nữa chúng ta nâng tầm giá trị, mức giá trị nghệ thuật của khán giả lên mức cao hơn để mọi người trân trọng hơn những gì mà nghệ sĩ mang đến cho cuộc sống ạ. Điều tiếp theo đó chính là về riêng ngày thứ ba sẽ là ngày của sinh viên và những nhà thiết kế trẻ, nghĩa là buổi sáng ngày hôm đó chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện đang gọi là workshop với công trí được mang tên là Nguyễn Công Trí và Thời Trang. Ngày hôm đó chúng tôi sẽ dành riêng hôm đó để làm một cái talk show lớn giữa Nguyễn Công Trí, những nghệ sĩ tham gia vào chương trình với giới sinh viên, học sinh và các bạn thiết kế trẻ để được trò chuyện trực tiếp về thế giới quan của Công Trí, các công trí đến với thời trang và những bộ sưu tập đã đi qua, và tại sao sẽ có một cái cuộc diễn giải lại tại sao những tác phẩm của các nghệ sĩ tham gia cùng với Công Trí như thế nào. Mỗi ngày đều sẽ có một cái thú vị riêng. Và tôi tin rằng là nếu mà quý vị đi cả 3 ngày thì quý vị cũng sẽ cảm nhận được rằng là 3 ngày đều rất là khác biệt. Hiện nay thì về mặt hỗ trợ thêm thì phía bên Multimedia của chị Trang Lê đang vào cuộc để mà biến cái triển lãm này trở nên quy củ hơn cùng với tất cả các chị em ngồi trên sân khấu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đặt câu hỏi cho tất cả những nhân vật đang ở trên sân khấu về cuộc im lặng. Xin được phép nói lại một lần nữa là nhà thiết kế nghệ sĩ Nguyễn Công Trí chỉ lên tiếng khi mà tôi cho phép mà thôi. Anh vẫn sẽ im lặng. Dạ. Trước khi đến với phần Q&A thì cho phép tôi được giới thiệu luôn, hôm nay có những nghệ sĩ tham gia vào cuộc triển lãm, đó chính là Alex, người sẽ là phần contemporary art và dance, đúng không ạ? Bộ sưu tập số 6. Ồ, cái đó là đẹp nhất, nóng. Công Thủy ngồi phía sau lưng thân hàng nha. Đây là Công Thủy, một chút bản nhạc cho chị. Dạ, em là một chút bản thứ mấy hả? Số 8. Số 8? Dạ. Hôm nay có 68. Và bây giờ xin mời quý vị đặt câu hỏi cho tất cả những mọi người trên. Dạ, có ai có câu hỏi gì để mở đầu cho phần phim này? Tôi tin là quý vị có sẽ rất là nhiều câu hỏi dành cho nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và triển lãm thời trang cùng với nghệ thuật đương đại cục im lặng. À, thái độ nhất quán là nhà báo cũng cục im lặng. Dạ, xin mời các anh chị ạ. Alo. Xin chào tổ chức. Tôi muốn hỏi anh Hỏi Trí luôn là cái thời gian mình thực hiện như vừa nói xong là 14 tháng, có nghĩa là mình cũng có một dự định rất là lâu. Cái Công Trí trong không từ những ngày đầu tiên trong khoảng gần 10 năm trở lại đây thì tất cả những hoạt động của Công Trí tôi cũng luôn có mặt, kể cả trong nước lẫn quốc tế. Ngoài Việt Nam International Fashion Week, ngoài Project Runway thì tôi cũng đã từng có mặt với Công Trí tại Tokyo Fashion Week và lần gần đây nhất là tại New York Fashion Week. Cho nên là hơn ai hết tôi chắc là người chứng kiến rất nhiều những cái bước thành công của Công Trí. Cho nên là tôi cảm thấy rất là tự hào về người bạn của mình và rất là tự hào vì có mặt ở đây ngày hôm nay. Xin cảm ơn chị Trang. Dạ. Xin quý vị dành cho hai người đẹp của chúng ta một vòng cảm ơn tay nữa. Và bây giờ sẽ là người đẹp không tuổi thu hoài. Thì Thu Hoài không có liên quan gì đến nghệ thuật cả, cho nên khi mà đứng đây phát biểu thì Thu Hoài chỉ nói với tư cách là một người bạn, một người khách hàng thân thiết và một người bạn của Công Trí. Thu Hoài về Việt Nam được 16 năm và Thu Hoài đã mặc đồ Công Trí là đã 15 năm rưỡi rồi, cho nên có thể nói có một chút xíu tư cách có thể phát biểu về Công Trí. Thì Thu Hoài nghĩ rằng là với tư cách là một nhà kinh doanh thì khi mà họ càng lên đỉnh cao thì họ càng rất là cô độc, thật sự rất là cô độc.
Và có thể là ngày xưa anh Công Trí sẽ không là cực im lặng như thế đâu. Và khi mà nói mãi và những cái suy nghĩ của mình nó vượt quá những cái tầm nhìn của mình, nó vượt quá những người mà chung sức với mình, những người nhân viên của mình, thì lúc đó chắc anh Công Trí sẽ chọn giải pháp là mình phải im lặng để tránh tổn thương người khác và im lặng làm được những cái việc mà mình muốn làm. Cái đó thì theo cái suy nghĩ của Hoài thì cái cuộc im lặng từ đó nó ra đời. Và với tư cách là một người bạn thân thì tất cả những bộ sưu tập của anh Công Trí Hoài đều có tất cả những bộ đồ đó. Có thể mọi người nhìn thấy là với những người mẫu cao như thế, những cái chiếc đầm lung linh rồi bông hoa như thế, làm sao Hoài bạc mặt được. Thì thưa với quý vị rằng là trong mỗi bộ sưu tập thì Hoài đều yêu cầu anh Công Trí sẽ phải thiết kế cho Hoài một chiếc váy, ít nhất là một chiếc váy trong bộ sưu tập đó. Hoặc là nếu mà sung lên hướng lên nữa thì mua luôn cả một đống luôn. Thì cái này nó thể hiện một cái tinh thần là ủng hộ bạn mình và cũng là cái sự làm cho bạn mình có cái giúp sức cho bạn mình có cái đam mê trong nghề nghiệp. Và trong vài năm gần đây thì anh Công Trí thiên về nghệ thuật nhiều hơn là thiên về ngành kinh doanh. Anh lo làm nghệ thuật nhiều hơn thì Hoài cũng tự nhiên mình thương bạn mình đến nỗi mình tự lo lắng là cũng sợ cái doanh số mà bán hàng nó rớt xuống á, thì làm nghệ thuật thì nó cũng sẽ không có được. Và Hoài cũng cố gắng mặc đồ Công Trí mình làm sao cho đẹp hơn để cho các chị doanh nhân thấy rằng là ô mình mặc đồ đẹp, và mình cũng giới thiệu đến các chị để anh Công Trí có được cái doanh số tốt để mà theo đuổi cái đam mê của mình. Đây. Em xin chúc cho anh chương trình sắp tới thì của anh được thành công và sẽ nhiều chương trình nữa cho chúng em được thưởng thức. Cảm ơn Thu Hoài rất nhiều.